Hello everyone. Ok, mình sẽ vào game nhá, Roblox này. Let's go. Ai, chà chà. À, mình sẽ thoát ra khỏi cái ngục của mấy cái con đó. Mấy cái con canh ngục rồi này. Đây là mấy cái con này nhá. Mình sẽ thoát khỏi. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. May nè. Woo. Hơi có vật phẩm này hơi có chút xíu. Hello. Oh my gosh! Oh! Holy man! Nhanh nào, nhanh nào! Ok. Nhà rất là kinh dị đây. Đào đất nha. Hello. Ô, ghê quá. Oh my god. Này chúng ta sẽ đi xa càng tốt. Hello, xin chào. Ây. Oh my god. Trời ơi. May quá. Ô, trông bí hiểm quá. Oh, nhanh quá. Đùa. Mình đang chạy qua tự nhiên hiện mua vật phẩm. Ô là mình cũng không xịt đâu. Thì tôi xịt cái màn này được. Khó thấy không? Phá đảo, phá đảo.
không được. Kesha. Oh my god. Mình đang dần dần phá đảo rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Tâm đi, hôm nay mình sẽ chơi. Thôi rồi, tham rồi. Mình tham rồi mọi người ơi. Tham nhảy cột cơ. Dài thế. Holy man. Không bắn được à? À đánh ấy hơn này. Kesha. Thank you.
dao ấy à, cầu thang. Sẽ phải phá đảo. Một chút không sao, chúng ta sẽ qua game tiếp theo nha. Hay thật sự, mình gần win rồi đấy. Nay mình quyết tâm phá đảo cái màn đấy mà, nhưng mà chắc là chơi win cũng hơi lâu một tí nên là mình sẽ qua game khác nha. Sao mình sẽ chơi đến bến đỗ là đẹp rồi. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Chạy trốn khỏi địa ngục nha. Con zoom này khá kinh đấy. Xem mác nào. Cắm chạy. Không có rồi, bây giờ mình phải đi kiếm chân vịt. Chui vào nhà cho an toàn nhé. Mình sẽ chạy vào lối thoát trực thăng đi.
Càng sáng. Không được rồi. Bình tĩnh thôi, đừng đập nhanh. Bây giờ mình phải sửa cái trạm điện này. Và chạm điện bên này. Ô, không sửa được. Không được. Ta sẽ chui vào nhà trước nhá. Xem mình có thể giải được không. Hay chúng ta lại bị bắt. Tàu phê kìa. Hay mình ra tàu. Oh my gosh. Là mình hết hồn. Mình đang thiếu một cái. Sửa xe nhá. Ui. Mở khóa. Má ơi. Ai, bị bắt liên tục này. Đang sửa xe tiếc thực sự luôn. Ok, chúng ta qua game khác nha. Ok, vào game nha. Thôi thì mình chơi sau đi. Mình thấy lâu quá rồi, Poppy đi nha. Poppy chapter playtime. Bây giờ mình phải lấy cái cánh tay này, thu thập hai cánh tay và nối điện. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Lâu quá.
Xà, cánh tay ghê thật. Mọi người xem kỹ nha. À, nối điện. Thank you, ok. Cảm ơn bạn đã xem đấy. Bạn có hiểu chứ? Mở ra đi, tôi hiểu rồi. Mình có thứ này thì mình sẽ mạnh hơn. Mình sẽ tiêu diệt con copy ở đây nhá. Ok. Đỏ, vàng và xanh lá cây. Ok luôn nhé. Đỏ này. Giống mỗi màu vàng thôi. Đủ rồi đấy mọi người ạ. Chúng ta sẽ lấy cánh tay màu đỏ. Mình chơi hai game mình thất bại rồi, lần này mình sẽ phải thành công. Oh my god. Ok. Mình sẽ lại nối điện ở trên tầng trước. Cơ sở hạ tầng với điện nơi này đã bị phá hủy rồi mọi người ạ. Mình sẽ phải hoạt động lại chiếc máy sản xuất đồ chơi ở bên dưới này nhá. Okay. Chắc là ở đây đã sai lầm của một ai đó nên là nơi này đã bị
tháo hết điện rồi. Đó, hai cây này phải sáng nhá. Đây rồi, có nguồn điện rồi. Đấy, kêu rồi đấy. Đây nhá. Mình sẽ sản xuất một con gấu bông. Con Poppy này thì là nghiện đồ chơi nên là mình sẽ phải dụ nó ra khỏi đây. Đây rồi. Hay quá này. Ok, phần hấp dẫn nhất đây rồi. Mày nè, vặn đầu nó đâu. Không được rồi, con này là quái vật rồi mọi người. Nơi này đã cấp báo rồi, đã cảnh báo rồi, đã báo động rồi. Được khỏi nơi này thôi. Hơi buồn. Thôi qua game khác được. Phải đốc Harry trước nha. Vắng game đâu. Không sao cả. Let's cook some. Ủa 81 rồi. Chạy thôi.
này rồi, khá là ổn rồi. Hoặc một tựa game tương tự như KBD Toilet nhé. Chắc chắn là Hotel rồi. Vào game thôi. Nay mình sẽ chơi với 2, 4, 6, 6 người chơi. Oh my gosh. Các bạn đùa tôi đúng không? Được mọi người ạ, không có mục. Đây rồi. Gớm nhỉ. Này này. Không việc gì. Sao bọn chúng lại trâu như vậy nhỉ? Trâu thế. Rồi. Nốt ván nha mọi người. Mình sẽ hủy diệt toàn khu này. Qua game đây. Thất bại trong trò chơi. Quá là buồn. Ta sẽ vào game thôi. Holy man. Ta sẽ cho chúng đi tắm rửa nhé. Khử trùng qua chứ. Ok. Cho chúng ăn đồ ăn. Đây là hành mèo chứ không phải là nuôi mèo nữa rồi. Đồ ăn mắc quá mọi người ạ. Ok, hành con mèo thế thôi. Ta sẽ qua game Gun of Ban Ban.
Tí tin. Vào game luôn nha. Bắt đầu thôi. Mình phải lấy chiếc thẻ ở trên bàn máy tính này. Chiếc thẻ ra vào. Một chiếc máy điều khiển mà chưa có pin. Ok rồi đấy. Lao vào đây đi. Tút 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 là đã nhận lệnh. Tút tút nhận lệnh. Không nhận lệnh à? Tút 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 mới đúng rồi. Đã nhận lệnh. Oh my god, con mẹ. Con không cả con gà. Mình sẽ vào nhặt trứng nhá. Đã chơi qua một hai lần rồi. Mình sẽ phá đảo. Hai quả trứng cho vào mồm luôn đi. Hai quả. Oh. Ba cây. Chi ba quả. À đây. Đây sẽ là một quả nữa. Bốn quả. Năm quả. Năm quả à, quên mất còn một quả. Lao vào đây đi, chiếc trực thăng. Tút 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 đã nhận lệnh rồi. Ồ, phi nhanh quá. Đủ rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ cho con gà này ăn 6 quả trứng. Gà lại ăn trứng vào bụng. Thật là ngớ ngẩn, con gà này bị ấy rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ mở cái này nhá. Cho đây. Oh my god. Ông đang làm quái gì vậy? Ông đang phá hủy nơi này à? Cho nó phá hủy nốt kia đi. Ha ha ha. Ôi mình
sẽ đi qua bên này thôi. Không phải quẹt thẻ đâu, quẹt thẻ đây mới đúng. Ây, nguy hiểm quá. Chúng ta sẽ đi tàu bay qua đây thôi. Bên kia có 10 bước chân kìa. Là màu xanh rồi. Con này màu hồng rồi. Đúng chưa ta? Con này màu xanh biển đúng chưa ta? Con này màu kem. Màu vàng. Con này màu trắng. Oh my god. Không được lên đây sớm, con gà cái bát đấy. Wow, ghê quá. Ấy, đừng bắt em không có lỗi gì đâu. Chị gà ơi, tha em đi ạ. Một ngày thất bại. Ngày thất bại của mình. Thật là ngớ ngẩn. Qua game khác nhá. Mình còn xem nữa, mình không ấn nút luôn. Ok. Hay rồi, phải quay lại game này. Trash.
đâu nha. Một ngày chơi game thất bại mọi người ạ. Chơi ban ban cũng bị bắt, chơi Roblox cũng bị bắt, chơi Poppy cũng bị bắt mọi người ạ. Lâu thế. Chắc là game tải lại rồi, thôi chúng ta sẽ qua tựa game này đi. Ăn. Ta sẽ tiếp tục nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi, bye bye mọi người.